Elon Musk thất thần khi hay tin Vingroup đầu tư lớn thách thức các hãng xe điện giữa lúc khủng hoảng. Các bạn thân mến, khủng hoảng kinh tế, thiếu hụt năng lượng đã và đang khiến các hãng xe điện trên toàn thế giới rơi vào thế khó. Ngày nào xung đột Nga-Ukraine vẫn diễn ra, thì ngày đó pin xe điện còn là bài toán nan giải bởi hai quốc gia này chiếm trọng lượng lớn trong xuất khẩu nickel, nguyên liệu chính để tạo ra pin của thế giới. Trong bối cảnh đó, VinFast lại bất ngờ công bố xây dựng nhà máy sản xuất pin thứ hai tại Hà Tĩnh, khiến các ông lớn trong làng xe điện phải sửng sốt. Vậy tại sao Vingroup lại đưa ra quyết định táo bạo như vậy giữa cơn khủng hoảng kinh tế hiện nay? Mục tiêu chiến lược của VinFast trong dự án này là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu điều đó ngay bây giờ nhé! Mới đây ngày 3 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã thông tin Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đang lấy ý kiến về việc thẩm định dự án đầu tư sản xuất và thương mại công nghệ pin lithium do liên doanh Công ty Cổ phần Giải phóng Năng lượng VinES Golden INC thực hiện. Cụ thể, dự án dự kiến được xây dựng trên khu đất rộng 14 ha tại lô CN45, khu công nghiệp trung tâm, khu kinh tế Vũng Áng, tổng mức đầu tư hơn 6.329 tỷ đồng, trong đó 2.405 tỷ đồng là nguồn vốn của nhà đầu tư và 3.924 tỷ đồng được huy động từ các tổ chức tín dụng, tổ chức khác. Mục tiêu của dự án là phát triển và sản xuất các cell pin sạc LFP được sử dụng chủ yếu trong pin xe điện và hệ thống lưu trữ điện năng. Diện tích thực hiện dự án khoảng 14 ha, công suất thiết kế 5 GW trên một năm. Dự án dự kiến khởi công trong khoảng từ quý 4 năm 2022 đến quý 4 năm 2023. Bắt đầu vận hành và tăng công suất từ quý 1 năm 2024 đến quý 3 năm 2024, sau đó sẽ sản xuất đại trà. Trước đó vào tháng 12 năm 2021, tập đoàn Vingroup đã chính thức khởi công nhà máy sản xuất pin VinES tại khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 1 với quy mô là 8 ha, tổng mức đầu tư 4.000 tỷ đồng. Dự án nhà máy sản xuất pin VinES sẽ cung cấp pin lithium dành cho các dòng xe ô tô điện và bus điện của VinFast. Toàn bộ hạ tầng của nhà máy gồm các phân xưởng đúc linh kiện, hàn tổ hợp và đóng gói sẽ được xây dựng nhằm đảm bảo công suất 100.000 pack pin trên một năm. Với mức độ tự động cao trên 80%, đây sẽ là những nhà máy sản xuất pin đầu tiên và hiện đại nhất Việt Nam, sử dụng các công nghệ tiên tiến hàng đầu theo tiêu chuẩn của Mỹ và châu Âu. Bên cạnh đó, Vingroup cũng đang hợp tác với các đối tác chiến lược là những tên tuổi hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu công nghệ tiên phong để sản xuất pin xe. Việc xây dựng nhà máy sản xuất pin VinES đánh dấu bước đi quan trọng trong việc thực hiện chiến lược pin ba chân kiềng của Vingroup. Mua pin từ các nhà sản xuất tốt nhất thế giới, hợp tác với đối tác để sản xuất các pin tốt nhất thế giới, tự nghiên cứu, phát triển sản xuất pin. Đây là chiến lược then chốt giúp VinFast nhanh chóng hiện thực hóa mục tiêu, trở thành hãng xe điện thông minh toàn cầu. Ngoài nhà máy pin VinES, dự kiến cuối năm nay, Vingroup sẽ khởi công dự án hạ tầng khu công nghiệp ô tô và linh kiện phụ trợ với tổng diện tích xây dựng là 1.160 ha, có tổng mức đầu tư là 250.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó là đầu tư xây dựng hệ thống cảng biển, logistics với tổng mức đầu tư 40.000 tỷ đồng và dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Kỳ Ninh có tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng. Như vậy là chỉ trong vòng hơn nửa năm, Vingroup đã cho xây dựng tới hai nhà máy sản xuất pin tại Việt Nam phục vụ cho các dòng xe điện. Tốc độ triển khai các dự án xe điện của Vingroup có thể nói là thần tốc, khiến cho truyền thông thế giới phải kinh ngạc. Vậy tại sao trong cuộc đua xe điện, Bắc Vượng lại đánh nhanh đến như thế, bất chấp khủng hoảng kinh tế đang diễn ra? Có 3 lý do để giải thích cho điều này. Thứ nhất đó chính là VinFast muốn đón đầu xu hướng. Hiện nay tiêu dùng xanh đang được cả thế giới hướng đến và xe điện là giải pháp tất yếu. Đây là thời điểm vàng để tập đoàn của Việt Nam có những bước chuẩn bị chu đáo để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của thị trường khi kinh tế hồi phục trở lại. Khủng hoảng xảy ra, nhiều doanh nghiệp nhỏ không đủ lực để rơi vào kiệt quệ, nhưng với một tập đoàn lớn như Vingroup thì khủng hoảng lại chính là cơ hội. Để có thể lớn mạnh như hiện nay thì tập đoàn số 1 Việt Nam này đã trải qua không ít các cuộc khủng hoảng kinh tế. Vì thế mà Vingroup hiểu được, muốn đón đầu làn sóng phục hồi kinh tế thì bắt buộc phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ trong khủng hoảng. Xe điện VinFast sẽ có đủ lực để bứt tốc mạnh mẽ vào những năm tới sau đã được chuẩn bị tốt trước đó. Thứ hai, đó là việc làm chủ công nghệ. Với khả năng tự chủ trong sản xuất và làm chủ chuỗi cung ứng của riêng mình, VinFast có thể đón đầu xu hướng tốt hơn so với các doanh nghiệp sản xuất ô tô khác. Những hãng xe vốn bị động trước việc thị trường xe hơi phục hồi quá nhanh sau đợt giảm mạnh vào giai đoạn đầu đại dịch và đã không thể đặt mua chip và phụ tùng đủ nhanh để đáp ứng.
các công ty sản xuất ô tô lớn phụ thuộc vào các nhà máy cung cấp bên ngoài trong các vấn đề liên quan đến phần mềm và chuyên môn sử dụng máy tính. Trong khi đó, VinFast khi biết khó có thể mua được pin từ nước ngoài đã sử dụng những nguồn lực có sẵn trong nước để tự chủ nguồn cung pin xe điện. Khả năng tự cung tự cấp sẽ giúp VinFast tránh được tình trạng thiếu hụt pin, vốn đã hạn chế doanh số bán ô tô điện của các đối thủ cạnh tranh trên thế giới hiện nay. Trong năm 2021, khi hầu hết các hãng sản xuất ô tô vẫn đang tranh luận về tương lai của xe điện, VinFast đã khởi công xây dựng nhà máy pin VinES tại khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh để nhanh chóng sản xuất pin xe điện. Thứ ba đó là tăng tính cạnh tranh, tạo niềm tin với người tiêu dùng trên khắp thế giới. Với mục tiêu trở thành một hãng xe điện thông minh toàn cầu, thì VinFast phải chịu sự cạnh tranh rất lớn từ các hãng xe gạo cội trong làng xe điện. Vì thế, để có được lợi thế cạnh tranh, buộc VinFast phải có sự khác biệt và táo bạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc xây dựng liên tiếp hai nhà máy sản xuất pin tại Hà Tĩnh cho thấy quyết tâm cao của Vingroup trong việc đánh chiếm thị trường xe điện. Thương hiệu ô tô của Việt Nam đã và đang chứng minh cho người tiêu dùng thấy khả năng sản xuất, tự chủ nguồn cung và sẵn sàng mang đến những sản phẩm tối ưu nhất phục vụ khách hàng. Hàng chục ngàn đơn hàng được đặt cọc trong các buổi triển lãm xe hơi tại nước Mỹ sẽ được trao đến tay khách hàng đúng với thời gian dự kiến. Điều này một lần nữa thể hiện sự quyết tâm tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng của VinFast. Về điều này, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng đã chia sẻ, cả thị trường đều lo lắng vì xe điện là vấn đề không dễ dàng, nhưng xe điện là cơ hội để Vingroup và Việt Nam thay đổi được tầm vóc của mình. Ông cho biết, doanh nghiệp tự tin bán xe điện ra thế giới, vì đối tượng nhắm đến không phải là người đổi xe điện này sang xe điện khác, mà là đối tượng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Số lượng dự kiến bán ở Mỹ đến năm 2026 của VinFast là hàng trăm nghìn xe. Trong kế hoạch năm 2022, VinFast dự kiến chỉ bán 15.000 xe do vấn đề thiếu chip toàn cầu. Kế hoạch ban đầu là 56.000 chiếc. Ông nhấn mạnh, sự cạnh tranh nằm ở vấn đề pin. VinFast sẽ phát triển pin thông qua công ty con. Công ty này làm nhiệm vụ cho thuê pin tới người tiêu dùng mà người mua xe điện không phải mua pin. Chi phí cho thuê pin, tính tiền thuê pin và nạp điện được VinFast thu đúng bằng chi phí trả cho xăng. Ông Vượng nói, khách chạy đến đâu trả tiền đến đó, đúng theo số km, bằng số tiền xăng xe. Xe điện sẽ có lợi thế là rẻ hơn nếu bỏ chi phí pin ra. Chi phí vận hành, sửa chữa, bảo trì rẻ hơn chỉ bằng 50% xe xăng. Thứ ba là xe điện thông minh hơn rất nhiều xe xăng. Ông Vượng cho biết thêm, Chủ tịch Vingroup cũng thừa nhận xe điện có yếu điểm do quãng đường chạy không quá xa, tuy nhiên doanh nghiệp khắc phục bằng việc sạc siêu nhanh. Trong vòng 20 phút có thể sạc 70-80%, có thể chạy thêm 200-400 km. Điều này cơ bản khắc phục được vấn đề. Mọi chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế pin đều do VinFast chịu trách nhiệm. Về cạnh tranh trong bán hàng, ông Vượng cho biết số xe điện của Mỹ hiện tại chỉ chiếm 2% số ô tô đang lưu thông. Mỗi năm số xe điện tiêu thụ ở nước này là khoảng 16 đến 18 triệu xe. Nếu VinFast chỉ chiếm 1% thị trường bán ra, nghĩa là có thể bán được 160.000 đến 180.000 xe là đã rất thành công. Xe được thiết kế tiêu chuẩn cao nhất, có tính năng tự lái, thông minh hàng đầu thế giới. Xe Tesla có gì thì xe của chúng tôi có cái đấy. Đến tháng 12 này sẽ có xe tự lái cấp độ 3 chính thức, ông nói. Với tốc độ phát triển hiện tại, thì chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng vào tương lai tươi sáng của VinFast. Hãy cùng nhau gửi một lời chúc tới VinFast để thương hiệu xe hơi của người Việt ngày càng vươn xa hơn nữa trên bản đồ ô tô thế giới các bạn nhé. Video ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!